Hey, Đức Đỗ xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với kênh Đức Đỗ. Thì hôm nay mình lên hai em Red Fancy Cooper hàng VIP các bạn. Thì hàng này giá hơi cao các bạn. Một em là với giá là 1 triệu ha, các bạn ha. Nên các bạn nào mà suy nghĩ thật kỹ và có nhận định đúng về những chú cá thì có thể mua ha. Đó, một em thì 1 triệu, hai em thôi các bạn. Em số 1, em số 2. Đó, em này là em số 1 nè các bạn. Cho các bạn tham khảo ha. Đó, đuôi Sita bông cúc nè các bạn, rất là đẹp ha. Đó, tròn rất là dữ nè. Các bạn nào mà thích những em thế này có thể bắt ha. Thì em này là phân nền là chú ý là cam các bạn ha. Đó, còn em thứ số 2 là em màu đỏ. Nên mình lên mình quay chi tiết và kỹ nhất cho các bạn ngắm bộ body của nó, mà độ vẫy và cái đuôi tròn và cái sita trên cái độ đuôi của con cá các bạn ha. Đó, 1 triệu một em. Mình báo giá cho các bạn luôn để các bạn nào mà có thể thắc mắc ha. Đó, 1 triệu một em nha các bạn. Đó, hàng VIP, hàng tuyển lựa từ một bầy chỉ lên được một hai em như thế này thôi, không quá nhiều nha các bạn. Đó, nên giá trị rất là cao nên mình bán cho các bạn với một giá hợp lý. Đó, nên các bạn nào nhận định đúng về con cá và biết chơi, thật sự biết chơi á, thì chắc chắn các bạn sẽ có một cái túi tiền vừa ý ha. Đó, thì những em như thế này với cái giá hợp lý và ok nhất cho các bạn tham khảo ha. Đó, 1 triệu một em. Rất là đẹp nha các bạn. Đó, thì tiền nào của đó nha các bạn. Thì những đợt cá mình lên, có những đợt cá lên 100 mấy 200, thì đợt này mình sẽ lên cá VIP. Thì đợt cá VIP mình sẽ quay riêng cho các bạn nào mà thật sự là muốn chơi cá đẹp và nuôi nó ha. Đó, thì có thể bắt nha các bạn ha. Đó, em mã số này là em mã số 2 cho các bạn tham khảo nha. 1 triệu một em nha các bạn. Số điện thoại mình để trên góc phải màn hình, để các bạn nào nhanh tay thì liên hệ sớm nhất để chúng ta có những chú cá đẹp về chơi nha. Đó, ok.